bạn là món phi cỡ xoài sạc. Để làm được món này thì các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu là xoài tươi, mình cần chọn là xoài cát đã được chín. Tiếp theo là củ sạc. Sạc thì các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở ngoài chợ. Sạc. Món này thực hiện rất đơn giản và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Công thức của món này gồm có sirup đường là 35ml. Sữa tươi 60ml. Cốt chanh 5ml. Sau đó bỏ hết vào túi xay. Xoài 100g. Sả 5g. Đối với sả thì để lấy được 5g sả thì các bạn cần sử dụng một cây sả như thế này thôi. Mình sẽ sơ chế và bỏ cái phần ở dưới này đi. Cắt cái phần đầu này thì các bạn sẽ được một lượng khoảng dao động từ 5 đến 6g. Khi sơ chế thì các bạn nên cắt thừa ra một chút để lát nữa mình còn sử dụng để làm phần trang trí. Lượng đá là 150 trên 180g. Khoảng độ 2/3 đối với bình lát 500ml. Lên củ xay đều tốc độ trung bình. Trước khi xay thì các bạn nhớ sử dụng chức năng phá đá trước. Thì mình sẽ trang trí với vài lát sả. Mình vừa hoàn thiện xong món sinh tố xoài sả. Chúc các bạn thành công.